Chào mọi người nha. Thì trái qua kiểm tra một lượt thì mình thấy trái mít đây chín này. Thì mình sẽ hái xuống để ăn này. Mít to lắm này. Đây. Chín rồi. Bự to luôn, còn một còn nhiều trái lắm. Đây, đây, mọi người ai muốn ăn thì cứ tới hái tự nhiên nha. Đây, ai muốn ăn thì cứ tới hái tự nhiên. Đây, đây còn nhiều lắm. Đây, trái nào cũng chín hết rồi đây, to bự đây. Đây, coi đây nữa nè. Mọi người ai muốn ăn mít thì cứ tới hái vô tư. Đây, nhiều lắm. Coi nào cũng sai trái hết rồi. Đây, trái mít đây, vô tư. Trái đây mà. Hái cho mình. Để trưa nay mình sẽ ăn trái mít này. Trưa đây mình sẽ ăn trái mít đây thay cơm luôn. Đây. Mình sẽ ăn nó thay cơm luôn. Rồi sáng không đem cơm. Đây.